Xin chào các bạn ở đây với khoa học lập trình React.js cơ bản. Thì bữa nay là buổi 24 thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về routing ở trong React. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu routing là gì. Thì routing thì các bạn cứ hiểu đơn giản là cái việc mà chúng ta điều hướng người dùng di chuyển giữa các trang. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta nick vô một cái link thì chúng ta sẽ điều hướng người dùng qua một cái trang khác, hoặc là khi mà chúng ta nick vô mấy cái phần menu header chẳng hạn như là nick vô menu home thì chúng ta sẽ render ra trang home, hoặc là nick vô menu ở about thì chúng ta sẽ render ra cái trang ở about. Đó thì chúng ta cần phải sử dụng đến hàng routing. Thì để xử lý được cái việc routing này thì ở trong lần React thì chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện là React Router DOM. Thì để tìm hiểu về cái thư viện này thì các bạn có thể vô cái trang react-router.com. Thì đây là cái trang giao diện chính của nó. Thì cái version hiện tại của cái thư viện này là version 6. Thì nếu mà các bạn nào đã biết về cái thư viện này và đã sử dụng cái version 5 thì các bạn có thể vô cái mục what new in cái version 6.4 này. Đó. Còn nếu mà các bạn nào mới nguyên thì chúng ta sẽ đi vô cái menu I am new này. Đó, vô cái phần này để tìm hiểu. Thì nó kêu là các bạn có thể tạo ra một cái project thông qua cái thằng vai này, và các bạn sẽ cài đặt cái thằng React Router DOM bằng cái lệnh là npm install React Router DOM như vậy đó. Tuy nhiên thì tôi sẽ không sử dụng cái thằng vai này, mà tôi sẽ khởi tạo cái project của tôi thông qua cái thằng React App mà tôi đã hướng dẫn các bạn làm demo cho các project ở các buổi trước. Thì bây giờ tôi sẽ đi init một cái project mới này, và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn demo cho các bạn xử lý cái việc routing sử dụng cái thư viện React Router DOM này. Thì bây giờ tôi sẽ mở một cái terminal mới này, và bây giờ tôi sẽ sử dụng cái thằng gian React App. Và tiếp theo là cái tên project, thì tôi sẽ có cái project là demo third project. Đó, thì tôi sẽ tạo ra một cái project mới là demo third project như vậy. Rồi bây giờ tôi nhấn enter. Rồi, nó đã init project xong. Thì bây giờ tôi sẽ cd vô cái project của tôi này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi cài đặt cái thư viện React Router DOM này. Thì tôi sẽ cài đặt như sau. Thì tôi sẽ cài đặt thông qua cái thằng gian luôn. Thì tôi sẽ có gian React Router DOM này. Và ví dụ tôi mở cái project của tôi này này. Ví dụ như mấy cái IBC hiện giờ nó như vậy này. Bây giờ tôi sẽ nhấn Enter để cài đặt này. Đó, thì nó đã cài đặt xong. Và bây giờ thì ở trên này thì nó có cái thư viện là React Router DOM version là 6.10 của tôi như vậy. Đó. Rồi, bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ có link gen tạt để tạt thử cái project của tôi lên này. Đó, thì cái project của tôi nó init bình thường này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn demo cái việc routing này. Thì các bạn phải vô cái mục adding ở router này. Cái chỗ này này. Đó. Rồi ở đây thì các bạn có thể thấy cái ví dụ của nó là về adding một cái router này. Thì chẳng hạn như tôi copy cái code này vô cái sổ của tôi và tôi sử dụng này. Rồi chẳng hạn như là tôi sẽ bỏ vô cái file index.js này. Thì cái file index.js này chỗ app này tôi sẽ comment lại này. Bây giờ tôi sẽ paste cái code của tôi ở đây này. Rồi tôi sẽ import cái thằng va router vô này. Nó chưa có hiểu thì tôi sẽ copy luôn mấy cái dòng import này rồi. Rồi theo thì tôi cần phải có một cái component sử dụng cái component là router provider như vậy. Tôi sẽ copy chỗ này này. Chẳng hạn như tôi sẽ bỏ vào chỗ này. Đó, thì ở đây thì tôi đã tạo ra một cái route này. Trong này tôi có một cái route tương ứng với cái path là xuyệt, tức là vô cái trang home này.
tôi sẽ return về cái environment và có cái sau này cái tag là hello world này. Đó, thì chẳng hạn như là bây giờ tôi victor say này. Rồi, bây giờ tôi nên chỉnh dẹt này. Đó thì các bạn thấy nó sau này cái chữ hello world này. Đó. Thì cái đường dẫn xuyệt thì nó tương ứng với lại cái đường dẫn vô cái file root thì nó sẽ sau này chữ hello world như vậy. Ví dụ như các bạn có xuyệt như vậy này. Đó. Thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái trang home như vậy. Đó. Rồi chẳng hạn như là tôi sẽ copy chỗ này và tôi sẽ làm demo cho một cái đường dẫn khác, ví dụ như là vô cái trang about chẳng hạn, thì tôi sẽ xuyệt cho about như vậy. Rồi chỗ này tôi sẽ có cái tag là about chẳng hạn, about us chẳng hạn. Rồi tôi click cho save và bây giờ tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Và bây giờ chẳng hạn như tôi xuyệt cho cái menu là about chẳng hạn, đó thì nó trả về cho tôi là cái trang about với lại có cái tag là about us như vậy chẳng hạn. Đó. Đó thì chẳng hạn như là chỗ này bây giờ tôi sẽ trả về một cái component chẳng hạn như chỗ này tôi sẽ trả về là cái app component chẳng hạn. Rồi bây giờ tôi đi cho save này. Rồi giờ tôi đi trình duyệt này. Đó thì bây giờ nó lại show lên cái app component cho tôi như vậy. Đó. App component là cái file này. Đó thì nó có cái code UI hiện giờ nó như vậy. Thì đây là nó show lên cái trang UI cho tôi như vậy. Đó. Rồi tôi quay lại trang home chẳng hạn. Đó thì nó show lên cái tag hello world cho tôi. Đó thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn là về cái thằng routing và tôi cũng đã hướng dẫn các bạn là thêm một cái router vào trong cái ứng dụng của chúng ta. Đó. Thì đây là một cái demo đơn giản về thêm một cái routing ở trong React. Thì bữa sau là buổi 25 thì tôi sẽ đi demo cho các bạn để tạo ra một cái template website và tôi sẽ hướng dẫn các bạn apply cái routing và di chuyển giữa các page khác nhau. Khi mà chúng ta click vô cái menu ở trên cái phần header thì chúng ta sẽ di chuyển sang các trang khác nhau, thì tôi sẽ đi hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi tiếp theo. Đó thì bây giờ tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.